Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu với bạn nào lần đầu đến với kênh YouTube của mình thì mình nói luôn kênh YouTube của mình là về đời sống công nghệ và kiếm tiền trên mạng. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn biết một cái web mang yếu tố cơ bản. Cái web này mang yếu tố cơ bản nhất cho bạn nào mới tìm hiểu về Bitcoin. À, về coin chung, chứ không phải là Bitcoin, mà về coin chung, tiền ảo trên mạng nói chung. Thì có thể nhiều bạn đã biết về web này rồi nhưng một số bạn thì chưa biết, vì mình cũng không định làm về chủ đề này đâu vì nó mang yếu tố rất 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 là cơ bản ấy. Thì nhưng mà có quá nhiều bạn đặt cho mình một cái câu hỏi nó gọi là mang yếu tố quá cơ bản, thì mình nghĩ rằng là có thể là nhiều bạn chưa biết về về yếu tố cơ bản trong Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ qua và nói một cách dễ hiểu nhất để cho các bạn dễ hiểu về Bitcoin nhất. Thì link của web này mình sẽ để đường link đăng ký cho các bạn ở bên dưới, hoặc là cũng có thể bạn về truy cập vào cái chỗ phần này, đấy, forecast hơn này, hơn này, đấy, để mà vào vào nó cũng được. Thì mình mô tả chung cho nó vào luôn bây giờ. Đầu tiên là phần overview này, thì nó sẽ nói luôn có luôn là cái phần nói tổng quan chung về cái tài khoản của bạn đã có bao nhiêu Bitcoin, đã Bitcoin bạn có bao nhiêu. À, cái hay của cái web này là bạn nó hỗ trợ tất cả các đồng coin như thế này. Thì một số cái ví khác thì nó sẽ hỗ trợ các bạn rất ít coin, ví dụ như là blockchain nó chỉ hỗ trợ hai coin như này, Bitcoin và Ethereum coin này, thì nó chỉ hỗ trợ hai 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 đồng coin này thôi. Nhưng ví dụ như bạn muốn cái đồng Bitcoin này nó đang nổi bây giờ, nó đang lên giá, mấy ngày này nó lên giá rất là cao chẳng hạn, bạn không biết là lập 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 ví ở đâu, vì cái vào web nào nó cũng yêu cầu bạn một cái ví, địa chỉ ví của cái Bitcoin đấy thì nó cho đào. Thì cái phần này web này nó giải quyết được bạn vấn đề đấy vì nó hỗ trợ rất rất là nhiều đồng coin ở đây. Ok, thì cái quan tâm nhất của bạn đầu tiên đó là tạo ví, có nghĩa là khi đến đâu đi chăng nữa, bạn đến làm cái gì đi chăng nữa thì bạn phải có một cái tài khoản trên mạng, có nghĩa là bạn phải có một cái ví, ví online để làm gì, để giữ cái số tiền Bitcoin mà bạn đã kiếm được về. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn tạo ví ở cái web này. Thì đầu tiên bạn vào cái phần deposit này, có nghĩa là đầu tư đấy. Thì đầu tiên ví dụ như là bây giờ mình chưa có cái ví của cái Nicoin này chẳng hạn, thì mình ấn vào đây. Đấy. Nicoin này. Đấy. Bắt đầu nó ra này. Thì bạn nhớ phải làm theo thao tác giống mình nhá, thì bạn mới có địa chỉ ví được. Thì bạn copy vào đây. Đây mới chỉ là phần đầu tư thôi, copy vào xong vào phần wallet address này. Thì là cái phần này nó sẽ là bạn xong rồi bạn mới tạo cái mới thêm được cái địa chỉ ví vào. Đấy, mình Litecoin, mình vừa copy Litecoin chẳng hạn đấy. Thì mình chọn Litecoin, paste cái đường link đấy vào xong áp lên link. Đấy, xong. Đây, Litecoin nó áp này. Vì có một số web nó chỉ mình lưu ý các bạn là một số web nó chỉ hỗ trợ cái trang web này thôi, nó không hỗ trợ một chuyển tiền về bất cứ một cái web nào cả mà nó chỉ hỗ trợ về web này thôi. Thì bạn đây là giải pháp cho bạn để có thể là có cái địa chỉ ví này, vì bình thường khi bạn vào đăng ký nó sẽ không cho bạn địa chỉ ví ngay đâu, mà bạn phải làm cái bước như vừa rồi của mình thì bắt đầu bạn mới có địa chỉ ví để mà chuyển tiền từ web khác vào cái web này. Được cái web này là chuyển tiền mà nó liên kết được với web nào ấy thì nó chuyển tiền vào đây cực nhanh luôn, có nghĩa là gần như nó không có min rút, có nghĩa là bạn muốn chuyển bao nhiêu cũng được thì gần như nó cũng không có min rút. Có một số bạn nào đã biết về cái tính năng này rồi thì mình cũng nói luôn là các bạn chắc đã biết rồi, gần như nó không hề có min rút, nó chuyển về cực nhanh luôn, nó nhảy tiền ở đây quá nhanh luôn. Ok, đấy là cái chức năng để bạn tạo ví, cái bước đầu cơ bản của bạn tạo ví là nó như thế. Thì bây giờ các bạn làm nào để kiếm tiền từ nó? À, đây mình có cái vị ở cái này nó cũng có cái phần bán này, exchange này, có nghĩa là phần trao đổi. Bạn có thể mua Bitcoin, à mua các đồng coin khác và bán những đồng coin mình có ở trong này, có nghĩa là bạn có thì bạn bán. Thì cái phần này bạn cũng có thể withdraw, chuyển chuyển nó sang cái chỗ khác đây, withdraw đây, bạn có thể chuyển sang những cái ví khác, như bạn có coin này rồi thì bạn có thể chuyển nó đi nơi nào đấy. À, đây là chuyển,
bạn ví dụ bạn muốn chuyển đi nơi nào đấy nhá, thì bạn bắt buộc phải áp cái địa chỉ ví ví của nơi nào đấy vào đây trước. Đây là app này, ví dụ mình muốn một cái ví của blockchain chẳng hạn, thì bạn phải nhớ phải áp cái địa chỉ ví của blockchain vào trước, không tạo đấy như mình thì bạn mới withdraw được. Còn cái nó đã về 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 phần đến đây rồi thì bạn có cái phần withdraw đấy, nó chỉ áp dụng cho những cái khi bạn tạo một cái ví ở bên ngoài thôi, chứ không phải là thuộc ví ở bên trong này. Ví bên trong lại thực ra thì bạn giữ cái ví ở bên trong lại cũng được, nó cũng đầy đủ tính năng. Nhưng mà một số bạn thì thích về ví này ví kia thì theo sở thích, mình nghĩ là theo sở thích cá nhân thôi. Nhưng mình thấy thì ví, theo mình thấy thì các bạn cứ hỏi là anh ơi có về ví này ví kia được không, nhưng mà do một số web nó chỉ hỗ trợ về cái ví, nó liên thông với một cái ví nào đấy thì nó chỉ hỗ trợ về đấy thôi. Bạn thích về đấy thì bạn có thể chuyển tiền sang đấy bình thường mà, thì cũng không vấn đề gì cả vì nó có tính năng chuyển đi chuyển lại với nhau. Nhưng mà các bạn phải chịu phí, đấy là điều đương nhiên rồi, bạn làm gì thì cũng phải chịu phí. Ok, cái phần tiếp theo nữa là bạn kiếm Bitcoin. À, kiếm coin, đây bạn ấn vào top forecast này. Cái được cái thằng này nó liên thông với rất là nhiều các web khác nhau. Ví dụ Bitcoin là đang có 796 cái web hỗ trợ để cho bạn forecast. Thì Honey Money này này, nó cho 50.000 Satoshi à? Cái 6 tháng sao lại kinh khủng này? 50.000 Satoshi một lần ấy này. Kích vào thử xem. Đấy, đây là hỗ trợ web này. Đấy, đấy là Bitcoin. Còn nếu mà cái phần co đua này chẳng hạn, thì co đua cái này nó là đồng coin rác. Có nghĩa là một số đồng coin rác này nó rất là dễ đào, mà nhiều nhiều bạn là muốn đào xong xong rồi chờ nó lên giá. Thì hiện tại nó giá nó rất thấp, xong bạn đào xong thì chờ nó lại lên giá. Đấy thì nhiều bạn cũng thích chơi kiếm cái kiểu đấy hơn là kiếm cái thằng Bitcoin. Bitcoin này nó giá nó đã cao sẵn rồi, bạn chờ lúc nó lên giá thì nó rất là thấp. Nên ra bạn nhiều bạn thích những cái đồng coin như này này, nó kiếm coin rác nó dễ, thì cái web này nó giúp bạn kiếm coin khác dễ. Đây này, nó có tính năng là forecast game gaming, đủ đủ các thể loại này, app này, mining này, hay là cái phần đào này. Web này nó cho đào này, coi vũ win này, có nghĩa là web này để mình thử web đào này xem này. Ghép không ok, mình không tham vào lại nữa. Cái forecast thì các bạn có thể nhiều nhiều bạn đã xem cái clip à, đây web này cho đào này. Ok, mình thử cái web khác. Cái web này nó có này thì sao, 50.000 Satoshi Bitdog. Nhớ là trước khi làm này bạn phải copy cái địa chỉ ví của bạn vào trước nhé. Đây này, về phần user quay lại và Wallet Asset. Ok, bạn tìm đến Bitcoin đua đấy, như hướng dẫn của mình ở dưới vẫn có phải có cái địa chỉ này về trước. Có, ok, quay lại đây này, nó yêu cầu bạn nhập cái địa chỉ ví focus của bạn trước. Không phải quay này, quay lại này, nó liên thông rất là nhiều quảng cáo ở đây. Đó, những cái này nó ăn về tiền quảng cáo mà các bạn. Ok, coi. Đây mình vừa đăng ký cái quét đấy để vào, có nghĩa là đăng ký tài khoản, dùng dùng luôn cái tài khoản đấy. Nhưng mình có để đăng ký rồi. Thì nhiều nhiều quét nó cần yêu cầu địa chỉ của quét bạn vào để nó đăng ký. Nên là mình làm ví dụ cho bạn thôi, quá nhiều sao. Những cái web này nhiều khi nó cũng dễ chết lắm, vì nó đưa lên cái kia, cái này nó chỉ là liên thông mang yếu tố giới thiệu thôi, thì nhiều khi nó cũng dễ chết. Đây mình test thử một cái cho các bạn xem. Thì nó các bạn có thể tìm kiếm đây để tập, có nghĩa là các bạn nào mới chơi thì nên nên mình nghĩ là nên vào đây tập tập làm quen với những cái kiểu chơi của nó. Tập đây này, ví dụ kích Bitcoin thì bạn biết là vào ấn vào forecast, thì có nghĩa là nếu mà forecast thì cái đấy nó yêu cầu bạn làm gì, game thì nó yêu cầu bạn làm gì, gaming thì nó yêu cầu bạn làm gì, những cái chức năng như này này, server app này, mining này, nó yêu cầu bạn làm gì, thì là những cái bạn nào ấy cơ bản thì vào đấy cho nó hiểu. Có nghĩa là đây là bạn có thể tìm hiểu được
hiểu qua với Bitcoin. Thì Bitcoin này nó giống như nhiều bạn cũng có xem rồi, không biết mình nói qua ấy, nó là tiền ảo, bạn có thể chuyển và buôn bán để trở về tài khoản ngân hàng Việt Nam. Thì bạn nào muốn chuyển nó về một cái web tài khoản ngân hàng Việt Nam tương đối dễ hơn thì mình đã có một clip nói về cái web đấy. Bạn xem lại ở phần clip của mình nhé. Ở trong cái phần album của mình về coin ấy, thì các bạn xem lại phần đấy của mình để các bạn có thể từ đây bạn phải chuyển về sang đấy và buôn bán cho nó dễ. Vì nhiều bạn ở Việt Nam nó có hỗ trợ tiếng Việt, được cái đấy nó đang là hỗ trợ tiếng Việt nên ra các bạn. Ok. Try again many question. Đây. À đây là Paragon rồi. 2.300 Bitcoin rồi. Oh. Wait 2 phút. Coi ra coi chứ ta. Như forecast. Còn cái trang này nó vẫn cho rất nhiều cái hỗ trợ, nhiều forecast từ các Bitcoin không gian nơi coi này. Đấy, cái năng này nó đang đếm ngược để nó đẩy đồng coin lại. Đấy là một, đấy là kiểu kiểu forecast nó thôi bạn. Đấy mình vừa đăng ký nhanh một cái coin rác Bitcoin đua này, Bitcoin đua này là mỗi 2.300, sẵn hại là 2.300, 2.300 Satoshi. Watch thì Bitcoin đua này giải thích này. Gì forecast là gì, Bitcoin đua là gì. Đấy, mình nó kích vào mining mà sao nó vẫn là nhập forecast. Hoặc là forecast có nghĩa là những cái coin khác bạn có thể nhập forecast bằng những cái coin khác. Mining mình nó muốn đào ấy mà. Nhớ xem cái nó sẽ được. Nó vẫn bắt mình nhập. Ok, forecast đi. Chọn. Vẫn chỉ cái này nó lại start mining cơ. Start Climbing vẫn không phải là đào ấy, không ấy đi coi có kết thôi, vẫn không phải đào. Mình đang muốn 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 cái chức năng đào tự động của nó, à đã cắm máy đào của nó, nhưng mà mình, các bạn có thể tìm lại cái web khác nhé. Cái này mình nhiều web nó nhiều, mà nhiều web nó khéo nó cũng chết nơi vì nó để lâu. Cái này nó chỉ là top ấy thôi, mình cũng đây nó quá nhiều web luôn. Các bạn về cố gắng tìm hiểu nó, vì cái này bạn vừa tìm hiểu sâu nó thì bạn sẽ càng hiểu về đồng coin hơn ấy, nên bạn cố gắng tìm hiểu nó. Thì đấy cái web này mình đã nói rất chủ yếu là bạn dùng cái web này để cho bạn muốn, bạn nào muốn muốn đào mấy đồng coin rác, không ý, ý mình không phải là đồng coin rác mà những cái đồng coin khác, cái đồng coin Bitcoin thì có giá trị thấp hơn. Thì nhiều bạn cũng muốn hỏi mình là muốn đào những đồng coin này thì phải làm thế nào, hoặc là tạo những cái ví của những đồng coin này thì làm thế nào, thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn rồi. Thì như thế là các bạn có thể, khi bạn đã có tài khoản rồi, bạn cứ cứ dùng cái web này đi, tạm thời là mới bạn mới chơi, bạn cứ dùng cái web này để tạo tài khoản tiền về với mình đi. Khi mình có đạt một số tiền nhiều rồi thì bạn hãy tiếp tục đón xem cái YouTube của mình, để khi bạn có tiền rồi thì bạn làm gì cũng được. Lúc đấy bạn muốn chuyển đi đâu cũng được, bạn muốn làm cái gì cũng được, miễn là trong tài khoản này bạn có coin thì bạn muốn làm gì cũng được. Nên các bạn có đặt câu hỏi mình ơi anh ơi em muốn chuyển qua lại thế này thế đó, khi bạn đã có coin thì bạn muốn làm gì cũng được, hiểu không? Khi bạn có tiền thì bạn nói kiểu gì người ta cũng nghe, bạn cứ an tâm về việc đấy mà chịu khó kiếm. Ok, chúc các bạn kiếm thật nhiều coin, được thật nhiều coin khi xem clip của mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn.